Chiều 7 tháng 4 năm 2020, lần thứ 12, Bộ Y tế tiếp tục phát đi thông báo khẩn về lịch trình di chuyển của bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 243. Bộ Y tế đề nghị tất cả người có mặt trong thời gian địa điểm sau đây cần liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe. Lịch trình di chuyển cụ thể của bệnh nhân số 243 như sau: ngày 8 tháng 3 năm 2020, từ 3 giờ 55 đến 6 giờ 30 đi chợ Quảng Bá, Âu Cơ. Ngày 12 tháng 3 năm 2020, từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30, từ 11 giờ đến 12 giờ đến khoa khám bệnh phòng khám miễn dịch dị ứng bệnh viện Bạch Mai. Từ 10 giờ 30 đến 11 giờ ăn trưa ở hàng cơm số 31 ngõ 75 Giải Phóng, từ 15 giờ đến 17 giờ 41 đến chợ Hoa Mê Linh. Ngày 14 tháng 3 năm 2020, từ 2 giờ 30 đến 5 giờ đi chợ Hoa Quảng Bá. Ngày 15 tháng 3 năm 2020, 11 giờ đến chợ Hoa Mê Linh. Ngày 18 tháng 3 năm 2020, 14 giờ 30 đến 15 giờ đến chợ Hoa Mê Linh. Ngày 22 tháng 3 năm 2020, từ 1 giờ đến 5 giờ đi chợ Hoa Quảng Bá. Từ 10 giờ đến 10 giờ 30 và từ 15 giờ đến 16 giờ đi chợ Hoa Mê Linh. Ngày 25 tháng 3 năm 2020, từ 3 đến 6 giờ đi chợ Hoa Quảng Bá. Ngày 26 tháng 3 năm 2020, từ 2 giờ đến 6 giờ đi chợ Hoa Quảng Bá, từ 17 giờ đến 18 giờ đi chợ Hoa Mê Linh. Ngày 27 tháng 3 năm 2020, từ 2 giờ đến 6 giờ 30 đi chợ Hoa Quảng Bá, 23 giờ đi chợ Hoa Mê Linh. Ngày 30 tháng 3 năm 2020, từ 11 giờ đến 12 giờ đi chợ Hoa Mê Linh. Ngày 4 tháng 4 năm 2020, 8 giờ đến khoa sản Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên, 11 giờ di chuyển đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Trước đó, Bộ Y tế đã công bố bệnh nhân thứ 243 là bệnh nhân nam, 47 tuổi, quê quán Mê Linh, thành phố Hà Nội. Ngày 12 tháng 3, bệnh nhân đưa vợ đi khám tại khoa miễn dịch dị ứng Bệnh viện Bạch Mai và về trong ngày. Có dừng ăn tại quán cơm ở đường Giải Phóng đối diện cổng Bệnh viện Bạch Mai. Từ đó đến nay, chưa quay lại bệnh viện. Ngày 30 tháng 3 năm 2020, bệnh nhân đến trạm y tế xã khai báo và được chỉ định cách ly tại nhà. Bệnh nhân có tiếp xúc gần với người nhà, người thân và đối tác kinh doanh. Bệnh nhân không có biểu hiện triệu chứng. Ngày 4 tháng 4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 6 tháng 4 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Cũng liên quan đến bệnh nhân thứ 243, lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết tất cả 63 nhân viên y tế của bệnh viện có liên quan đến bệnh nhân này đã cho kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Ngoài ra, còn 20 nhân viên y tế có tiếp xúc với người tiếp xúc bệnh nhân thứ 243 cũng đã được bệnh viện yêu cầu cách ly tại nhà. Hiện Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đang hoạt động bình thường với quy trình đón tiếp bệnh nhân nghiêm ngặt nhằm phòng tránh lây nhiễm COVID-19. Đồng thời, bệnh viện đang tiếp tục rà soát một lần nữa thông qua camera của bệnh viện để xác định rõ ràng xem còn nhân viên y tế nào vô tình tiếp xúc với bệnh nhân thứ 243 mà chưa biết để giải quyết triệt để. Thì cô lấy em một mẹ. Thì bây giờ cô lại mua cà, mua dưa nhà bệnh nhân vừa xong là số bao nhiêu đấy. Thì là cô phải, hôm qua cô đi khai báo rồi nhưng hôm nay ra để xin là cho đi, không là sợ là nó có bị làm sao. Cô không chuẩn bị cái gì cả, chỉ mang quần áo em theo thôi. Vâng, thì tư tưởng là cứ thoải mái đi. Cũng trước sau cũng khỏi thôi, không phải vấn đề gì cả. Mọi người cứ yên tâm. Ở nhà cũng vậy mà đi cũng vậy. Hãy
请主动配合健康码和任何体温测。 请主动配合健康码和任何体温测量，共同摆渡艰巨。请主动配合健康码和任何体温测量，共同摆渡艰巨。 Chiếc lều dã chiến này đã được dựng lên cách đây gần 3 tháng, là nơi sinh hoạt ngủ nghỉ của 5 cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng A Pa Chải. Nhiệm vụ của các anh là duy trì tuần tra trên tuyến biên giới 24/24 nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời những đối tượng vượt biên trái phép, đồng thời kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện từ địa phương khác đến, kiểm tra thân nhiệt và làm tờ khai y tế và tuyên truyền cho người dân. Mặc dù điều kiện trên chốt chặn là cũng có nhiều khó khăn, nhưng mà cán bộ thực hiện nhiệm vụ trên chốt chặn của đồn biên phòng Mường Nhé luôn luôn là cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ giao. Thời tiết mùa khô cộng với đặc trưng gió Lào khiến cho khí hậu ở xã Xín Thầu, huyện Mường Nhé những ngày này trở nên nóng nực. Trong chiếc nhà bạt dựng lên nơi biên giới, không khí càng bức bối hơn. Đã 3 tháng chốt chặn nơi biên cương, các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng A Pa Chải vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Thì trong thời gian qua chúng tôi đã tổ chức tuần tra mật phục, bắt được 14 đối tượng từ bên Trung Quốc sang và 3 đối tượng được trao trả, vẫn đưa tập trung về khu cách ly, trong đó đang ngăn chặn được 55 đối tượng có ý định là vượt biên. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã thành lập 60 tổ chốt chặn trên hai tuyến biên giới Việt-Lào và Việt-Trung, thường trực 24 giờ mỗi ngày, đảm bảo quản lý, kiểm soát chặt chẽ, an ninh phòng dịch trên toàn tuyến biên cương. Đặt online giao hàng đúng giờ, miễn phí ship trong nội thành, đổi trả sản phẩm trong vòng 24 giờ. Đặt mua online ngay tại dầutramconyêu.com. Chọn dầu tràm con yêu, mẹ vui, bé khỏe.